Titi ơi, chiếc xe tải nó đi rồi. Titi, con đâu rồi? Titi, Titi, Titi. Đó, một ngày không xa Titi sẽ bị con người hù dạ mà bỏ đi nơi khác. Titi đến với Tuyên như thế nào rồi sẽ ra đi như thế ấy. Niềm vui có được hôm nay Tuyên rất là trân quý. Và những cái thước phim này Tuyên ghi lại giống như dành cho các học trò của mình. Thôi, bạn người cá Eli từng nói rằng tại sao anh cứ quay phim em hoài? Nếu anh không quay phim em thì làm sao bây giờ còn lại những thước phim về em và các bạn học trò? Chỉ vì mấy bạn đi học nghĩ rằng bạn bè, nghe lời của bạn bè nói rằng trời ơi tôi quay clip các bạn là để tôi kiếm tiền từ YouTube. Nhưng các bạn không biết rằng những video về những em nhỏ đăng lên YouTube không kiếm được tiền mà còn phải bị chặn bình luận, phải tự tắt bình luận đi nữa. Tôi cho các bạn nổi tiếng nhưng mà người ta ganh tị với các bạn và nói xấu tôi, và các bạn cũng tin điều đó là thật. Các bạn đã mất đi tất cả. Đó chỉ là bài học mà tôi dành cho các bạn, vì tôi đã biết trước tất cả rồi. Tôi đã nhìn thấy được tương lai của đất nước này 100 năm, 500 năm. Tương lai của quả địa cầu này, của mỗi người, mạng sống của các bạn tôi nhìn thấy được. Tôi giống như là Dr. Tran thay đổi hiện tại để bẻ gãy những mắt xích trong tương lai, đưa thế giới đến những điều tốt đẹp. Titi sẽ không bỏ Tiun khi còn thần thú chó cá ở bên cạnh. Chó cá sẽ bảo vệ Titi thay Tiun trong khu rừng này. Đó là một sự chuẩn bị. Và những con rết cá Tiun nuôi đã bị hy sinh là Tiun đã cố tình để làm bài học cho các bạn thấy rái cá bị chết như thế nào nếu mình biến nó làm thú cưng, thưa quý vị. Chắc chắn là rái cá Titi đang ở chỗ hai chú cún kia và đang đùa giỡn cùng nhau. Chỉ cần thấy hai con chó và những con thú nó thì sẽ có rái cá Titi, đúng không? Chính xác là vậy rồi, đơn giản. Không còn ai làm hại các loài vật dưới nước này nữa thì nhặt rác thải nhựa lại trở thành công việc chính của Tiun trong tương lai. Một mình Tiun có thể làm được tất cả là sự ủng hộ từ các bạn. Titi, Honey Funny, Titi, Titi. Trong này thúi quá. Người ta quăng những cái đồ lòng của heo bò xuống đây nè. Nó làm thúi nước chỗ này. Và có cả mùi cứt lợn bị đóng lại do có một cái nơi nuôi chăn nuôi lợn ở đây. Nó xả phân ra. Lỗ mũi tôi thính hơn mọi người gấp nhiều lần. Do phổi của tôi to hơn mọi người nên tôi cũng đánh hơi được những mùi trong nước rất là dễ dàng, giống như thú hoang dã. Đó là sự tiến hóa thích nghi của Tuyun sau bao năm luyện tập dưới nước. Đó cũng là lý do mà Tuyun thoát khỏi dịch bệnh Covid-19. Bởi vì nội tạng của Tuyun không còn như người nữa, thì làm sao Tuyun có thể bệnh được như con người? Titi, sẽ đến lúc Titi sẽ học cách nhặt rác thải nhựa trong nước nếu nó còn ở bên Tiun. Sau khi hoàn tất việc phóng sanh thì nhặt rác thải nhựa dưới nước là một phần quan trọng trong cuộc sống của những con thú tôi nuôi. Trời sắp tối rồi.